Hello, chào tất cả các bác quay trở lại với kênh Di động MV chuyên mua bán trao đổi điện thoại cũ giá rẻ. Hôm nay là ngày mùng 4 tháng 10 năm 2022. Em chúc các bác ngày mới vui vẻ, mạnh khỏe và hạnh phúc các bác nhá. Thì lần đầu tiên các bác xem kênh của em, các bác cho em một nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo lên thì hàng ngày em up những cái video thanh lý điện thoại cũ giá rẻ thì các bác sẽ là người được xem đầu tiên nha các bác nhá. Và các bác lựa chọn. Đấy, nhiều bác thì không đăng ký kênh thì khi các bác xem đến video thì các gọi những cái máy mà ưng ý ấy, thì đã có người chốt mất rồi. Vì nhiều khi máy nhiều những cái máy ngon ấy, rất là nhiều bác gọi luôn, thậm chí đến 10, 20 người là chuyện bình thường. Thế nên này, bây giờ em sẽ quay video về những cái dòng điện thoại thanh lý. Trước tiên thì bác nào, trước tiên em nói qua về hình thức mua hàng. Bác nào ở Hà Nội thì các bác qua trực tiếp cửa hàng em để xem máy. Còn nếu bác nào ở xa thì các bác cọc trước cho bên em 1-200 nghìn, em sẽ ship cho bác đến tận nơi luôn. Các bác nhận hàng, kiểm tra hàng đúng như mô tả trên video thì bác thanh toán tiền nhé các bác nhá. Đấy, mục đích của tiền cọc là để tránh đặt đơn ảo thôi. Bây giờ em sẽ quay về những cái dòng điện thoại Android trước và sau đó em sẽ quay về dòng iPhone sau. Các bác theo dõi về cái dòng Android thì các bác xem Android trước nhá. Và em sẽ quay từ cây thấp tiền, sau đó sẽ tăng dần lên cao tiền. Đầu tiên em giới thiệu đến các bác một cây này, máy là cây Vivo i30. Máy này thì mới về. Vivo i30 này được trang bị kích thước màn hình của nó là 6,47 inch. Máy thì là máy chính hãng của Vivo, 2 sim 2 sóng đầy đủ hết các bác nhá. Máy này thì Vivo i30 này hình thức thì được tầm 90-95%. Đây, 90-95%. Vivo i30 này thì nó được trang bị cấu hình RAM 4GB và bộ nhớ trong là 64GB nha các bác nhá. Đây, em sẽ vào cái mục giới thiệu điện thoại cho các bác xem này. Vivo i30 Vivo 2019 này, RAM 4/64GB. Đấy, máy này thì dùng full tất cả mọi chức năng luôn, đầy đủ mọi chức năng nha các bác nhá, dùng gọi là siêu bền. Cái dòng Vivo này dùng pin rất là bền. Đấy, dùng siêu bền. Máy này thì em thanh lý cho các bác là 2 triệu tròn, tặng cho các bác là dán màn hình. Đấy, sạc cáp và phí ship thì bên em là đồng giá 30.000 tiền ship nhé. Tiếp theo thì em giới thiệu đến các bác một cây Oppo A5 2020. Máy này thì được trang bị là 2 sim 2 sóng, máy chính hãng của Oppo. Cây này thì được trang bị là RAM 3/32GB, Oppo A5 2020 nhá. Em thanh lý máy này 2,2 triệu. Máy 2 sim 2 sóng đầy đủ mọi chức năng. Đấy, RAM 3/64GB. Máy này RAM 3/64. Em thanh lý 2,2 triệu. Cây này thì dùng pin rất là bền luôn. Các bác về xem phim giải trí đọc báo thì trong cái tầm tiền này quá là ok, vì nó chỉ có hơn 2 triệu một tí thôi. Đấy, máy này thì em thanh lý cho các bác là 2,2 triệu. Tiếp theo thì em sẽ giới thiệu đến các bác một cái dòng điện thoại, là dòng điện thoại Samsung Galaxy A95G. Em mới về được một lô A95G được tầm chục máy nha các bác nhá. Thì em về được hai loại. Đầu tiên là một loại hàng A. Hàng A này thì là hàng đẹp 98-99% và màn hình đẹp không một vết AMO nào các bác nhá. Đây, hàng A đây. Đây là hàng A. Đẹp 98-99% luôn, máy zin nguyên bản nha các bác nhá. Đây, đẹp rất là, máy rất là đẹp. Đấy. Rất là đẹp nha các bác nhá. Hàng A này thì em sẽ quay, em về có hai màu. Cái dòng A95G này nó chỉ có hai màu, là màu đen và màu trắng thôi. Bác nào yêu thích thì các bác cứ gọi điện cho em. A95G này thì nó là vô địch trong cái tầm giá phân khúc 3-4 triệu rồi. Nói chung là trong cái phân khúc tầm giá này thì không một máy nào là đối thủ của nó được các bác nhá. Cây này thì được trang bị kích thước màn hình của nó là màn Super AMOLED 6,7 inch. Đấy, 6,7 inch Super AMOLED, cực kỳ là LED, hiển thị đẹp nha các bác nhá, sắc nét luôn. Máy này thì được trang bị RAM 6 và bộ trong là 128GB này, 6/128GB. Và được trang bị viên pin là 4.500. Viên pin 4.500 nha các bác nhá. Đấy, máy thì full tất cả mọi chức năng, pin rất là trâu, màn to, gọi sóng khỏe. Cái hàng A này thì là nó màn, nó là máy đẹp và màn không một vết ám ố nào, trong vắt từ trên dưới luôn. Đấy, trong vắt từ trên dưới luôn các bác nhá. Trong vắt từ trên dưới. Hiện tại thì có màu trắng và màu đen, đấy, hai màu. Các bác nào yêu thích màu nào thì em sẽ gửi cho. Hiện tại thì con máy A90 này nó chạy con chip Snapdragon là 855. Nói chung là nó vượt cái hàng A50 và A50S nha các bác nhá. Nó sẽ hơn cái hàng A50 và A50S. Đấy, nó chính là cái đối thủ rất lớn đối với cái dòng LG. Và hãng cái Samsung thì dùng thì vẫn là thương hiệu rồi. Đấy, hàng A có màu đen và màu trắng này. Còn hai cây màu đen, một cây màu trắng. Bác nào yêu thích cây nào thì em sẽ gửi cho các bác nhá. Hiện tại thì cái dòng hàng A này em bán với cái giá là 3.800.000. 3.800.000, máy đẹp 98-99% luôn các bác nhá. 98-99% luôn. Đấy, hàng A 3.800.000, tặng cho các bác là dán màn hình, ốp lưng, sạc cáp và phí ship là 30.000 nha các bác nhá. Tiếp theo thì em giới thiệu đến cái hàng B. Hàng B thì em thanh lý có 3.500.000 thôi. Hàng B này thì em thanh lý 3.500.000, hình thức thì nó đẹp tầm 98% nha các bác nhá. Đây, cũng đẹp 98%.
Hàng B này thì là màn nó bị phân tầng nhẹ một tí xíu, nói chung là các bác là tinh mắt thì các bác thấy. Tôi xem là con này đây này, nhìn rất là mờ luôn, trên video cực kỳ là khó. Đây này, nó hơi là mờ một tí thôi các bác nhá, nhìn rất là khó. Đây em phải quay rất là sát lại thì gọi là mới thấy một cái vệt cực nhẹ này thôi các bác nhá. Đấy, hàng B đấy, hàng B thì nó một cái phân tầng nhẹ như thế. Hàng B này thì chức năng của nó thì cũng full tất cả mọi chức năng, máy đầy đủ mọi chức năng, chỉ có màn là phân tầng nhẹ một xíu xíu như thế thôi. Đây là rất là nhẹ và mờ, đây rồi trên này. Cực kỳ là khó nhìn các bác, đây này, nó phân tầng cực kỳ là khó nhìn luôn. Nó rất là mờ nha các bác nhá, cực kỳ là mờ luôn. Kể cả bên ngoài nhìn cũng rất là mờ. Thì cái loại hàng này thì em thanh lý cho các bác là 3.500.000. 3.500.000 một cây, máy đẹp 98% luôn các bác nhá. Máy zin nguyên bản luôn, A95G. Đấy, A95G này thì hội tụ đầy đủ mọi yếu tố. Cấu hình cao, chip Snapdragon 855, RAM 6/128GB, bộ nhớ cao. Đấy, cấu hình cao. Màn to các bác nhá, màn to sóng khỏe, nói chung pin trâu. A95G dùng rất là ok trong cái phân khúc tầm giá, cái giá của A95G này dùng rất là hot luôn. Đấy, em thanh lý hàng B này thì này em thanh lý cho các bác là 3.500.000. Các bác nào yêu thích thì cây nào thì các bác cứ gọi điện cho em. Tiếp theo thì em sẽ giới thiệu đến các bác một cái dòng điện thoại là một con Galaxy Note 10 nhỏ này. Note 10 nhỏ này. Note 10 nhỏ này thì em đang có một máy. Đây là máy cây này thì full cây này cái lỗ 10 lớn nhá. Đây em sẽ giới thiệu đến các bác một cây lỗ 10 nhỏ này. Đây. Lỗ 10 nhỏ này thì màu đa sắc đẹp 98.99%. Đẹp 98.99% nha lỗ 10. Lỗ 10 nhỏ này thì kích thước màn hình của nó là 6.3 inch, màn hình là màn Super AMOLED 2K. Cây này thì được trang bị RAM 12 và bên trong là 256GB nha các bác nhá. Cấu hình rất là cao và được chạy máy này thì bản là bản Hàn Quốc nên chỉ dùng được một sim thôi, Note 15G, Galaxy Note 15G, đấy, hàng Note 10 nhỏ nha các bác nhá. Cây này thì được trang bị cấu hình 12/256GB, màn hình màn Super AMOLED 2K này, không một vết AMOLED nào luôn nhá. Không có một vết AMOLED nào luôn. Đấy. Máy này thì hiện tại thì full tất cả mọi chức năng, vân tay các kiểu ngon lành, sóng sánh căng đét luôn, Wi-Fi 3G, loa thì là loa kép nha các bác nhá. Thiết kế thì đằng trước là nút ruồi như này, nút ruồi thời trang như này. Đấy. Cây này, máy này thì hiện tại thì đẹp 98.99%. 98.99% máy zin nguyên bản nha các bác nhá. Zin nguyên bản. Thì cây này em thanh lý cho các bác là 5.200.000. 5.200.000 tặng đầy đủ sạc cáp, dán màn hình. Sạc cáp thôi, dán màn hình con này em không có. Tặng cho bác sạc cáp ốp lưng và tiền ship thì 30.000 tiền ship nha các bác nhá. 35.200.000. Cây này thì nó chỉ bị xước một vết nhỏ trên màn hình thì thôi nha các bác nhá. Đây bị xước một cái vết TT này này. Đấy, nó không vào màn hình đâu. Đấy, nó không vào màn hình mà nó vào cái viền đen này các bác nhá. Đấy, 5.200.000. Đấy, nó bị xước một cái vết cực bé này thôi. Còn lại thì máy rất là đẹp. Đây, máy rất là đẹp này. Máy này em thanh lý là 5.200.000 nha các bác nhá. 5.200.000. Bác nào yêu thích thì các bác gọi điện cho em. Số điện thoại thì em để trên màn hình đây. Số điện thoại em để xuyên suốt trong quá trình video đây. Và cái fanpage di động MV này của em cũng để ở đây nha các bác nhá. Đấy. Tiếp theo thì em giới thiệu đến các bác một cái dòng Galaxy Note 10 Plus. Đấy, Note 10 Plus thì em thanh lý giá cực kỳ rẻ, mới về được cái lô này cho các bác nào mà cần cấu hình cao mà giá rẻ. Thì là đây là một cái dòng điện thoại Galaxy Note 10 Plus nha các bác nhá. Note 10 Plus này thì em về được mấy cây. Giá loanh quanh chỉ 3.900.000 đến 4.000.000 thôi mà dùng full tất cả mọi chức năng ngon lành luôn các bác nhá. Full tất cả mọi chức năng và ngon lành luôn. Đây. Đầu tiên em giới thiệu một cây màu trắng này trước. Đây em sẽ đánh số lần lượt nhá. Cây này là cây số 1 này. Cây số 1, có số email là 0337 nhá. Cây này là máy màu đa sắc này, đẹp tầm 95%. Máy này zin đẹp 95% nhá, khay sim đầy đủ hết nhá. Cây này khay sim em rút ra để em test, em chưa ấn vào. Đẹp tầm 95%, máy full tất cả mọi chức năng. Đấy, máy này thì nó bị đốm màn hình góc dưới như này. Đấy, góc dưới như này. Thì các bác dùng thì các bác về chơi game hoặc là dùng tất cả mọi chức năng đều ngon lành. Và cái màn đốm của Samsung này thì đặc biệt nó không bao giờ nó loang được các bác nhá. Nó không bao giờ nó loang ra được, nó đốm như nào thì nó nguyên si như thế thôi. Thế nên là các bác cứ dùng yên tâm 100%. Máy này thì khi các bác để về chế độ tối này thì đấy, nó sẽ khắc phục được cái tình trạng là cái màn đốm này. Khi các bác vào ứng dụng này nó sẽ không còn cái đốm này nữa nhá. Đây, và ứng dụng nó sẽ không còn cái đốm nữa. Tất cả mọi ứng dụng nó sẽ chuyển sang cái chế độ đèn đen. Đấy. Như này thì nó sẽ không còn cái tối nữa. Đấy, tất cả mọi ứng dụng, xem YouTube các kiểu ngon này. Đấy các bác nhá, nhìn nhá. Cây này thì nó chỉ duy nhất một cái vết đốm góc này thôi.
có góc này thì em thanh lý cho các bác là 4 triệu tròn nha các bác nhá. 4 triệu tròn, cây Galaxy Lốt 10 Plus rất là đẹp. Đấy, máy thì là máy cấu hình rất là cao rồi, RAM 12 và bộ trong là 256GB này. Đây, RAM 12GB và bộ nhớ trong là 512GB luôn các bác nhá. Cây này gọi là bản đặc biệt 512GB. Đấy, bác nào mà nhanh tay thì các bác lựa chọn cây số 1 này. Cây này bộ nhớ của nó gọi là siêu khủng luôn. Bình thường của nó thì cái bản hàn này nó chỉ có RAM của 256GB thôi. Cây này nó nhảy lên 512GB luôn, siêu khủng luôn. Đấy, màn Super AMOLED 6,7 inch, đấy, 2K. Cây này công nghệ màn hình 2K nha các bác nhá. Hai SIM hai sóng đầy đủ hết, Lốt 10 Plus 5G. Kích thước màn hình của nó là 6,8 inch. Cây này em thanh lý là 4 triệu tròn nha các bác nhá. 4 triệu tròn, em đánh số là số cây thứ nhất. Tiếp theo em đánh cây thứ hai, cây này là màu xanh than này. Màu xanh than, cây này có số email là 8594, có số email là cây số 2 nha các bác nhá. Bác nào mà đặt hàng cây số 1, số 2, số 3, số 4 thì các bác cứ nhắn cho em là lấy cây đa sắc số 1, lấy cây xanh than số 2, cây trắng số 3, trắng số 4 được ạ. Đấy, máy này thì cây màu xanh than đẹp 90, cây này phải đẹp tầm 95%. Máy đẹp 95% nha các bác nhá. Bên dưới thì nó hơi phải nhẹ một tí ti, hơi phải nhẹ một tí ti. Nói chung là cái cấu hình của bọn này thì bộ nhớ trong của nó rất là cao rồi. Máy thì là 2 SIM 2 sóng. Đấy, máy này thì nó bị đốm một vết ở bên cạnh như này. Đấy, đốm một vết bên cạnh như này các bác khắc chế của nó thì bằng cách là các bác cho cái này về chế độ tối như này nha các bác nhá. Cho về chế độ tối thì khi các bác dùng ứng dụng như này nó sẽ khắc chế đi một phần. Đấy, nhiều bác thì cũng chả quan trọng đâu. Đấy, các bác dùng một cây cấu hình rất là cao như này rồi thì các bác nó chấp nhận một cái vết đốm nhỏ này nha các bác nhá. Đấy, dòng iPhone thì nó còn cả một cái đen xì bên trên mà còn chấp nhận được. Thì cây này full tất cả mọi chức năng, cam trước cam sau ngon lành. Đặc biệt là cái hàng thanh lý này của em thì nó bút nó sẽ không chụp ảnh được từ xa nha các bác nhá. Bút nó sẽ không chụp ảnh được từ xa. Cái bút này này nó chỉ vẽ được thôi, còn chụp ảnh từ xa thì sẽ không chụp được. Thực ra cái chức năng này thì gần như là các bác cũng không sử dụng đến đâu, nhưng mà em cũng phải nhắc luôn. Cây số 2 này thì máy cũng full tất cả mọi chức năng, RAM 12 trên 256GB, rất là mượt. Màn hình không có vết nào, vết điểm gọi là điểm đứt đoạn nào các bác nhá. Đây kể thậm chí kể cả cái chỗ bị đốm này vẫn vẽ bình thường. Đấy. Cái dòng màn Super AMOLED này thì nó sẽ bị đốm chỗ nào nó nguyên si chỗ đấy thôi, nó sẽ không bị loang ra chỗ khác, nên là các bác cứ dùng cứ yên tâm thoải mái 100%. Máy full tất cả mọi chức năng nha các bác nhá. Cây Galaxy Lốt 10 Plus này, màu số 2 này em thanh lý cũng là 4 triệu tròn. Tiếp theo thì em giới thiệu đến các bác một cây số 3 màu trắng này. Coi cây này có số email là 9744. Cây này em thanh lý 3,9 triệu thôi. 3,9 triệu thôi. Hình thức thì chắc cũng không có gì để giới thiệu cho các bác nhiều. Hình thức thì nó chỉ có thế thôi. Đẹp tầm 95%, nói chung là loanh quanh 95% nha các bác nhá. Máy cũng tương đối là đẹp này. Cây này phải đẹp tầm đấy. Cây này thì bên dưới nó hơi xước một tí, bút xước một tí, nói chung là màn thì không xước. Máy này thì đẹp tầm 95%. Đấy, cây này thì bị đốm và bị bầm tí chỗ này này, bị đốm một tí đây và bị bầm một tí chỗ này các bác nhá. Đấy, bên trên này cũng thế, bên trên này nó bị đốm một tí này. Và cây này thì lưu ảnh nhẹ một tí, gọi là lưu ảnh nhẹ các bác nhá, gọi là lưu ảnh nhẹ. Đây nó hơi lờ mờ thôi, nhưng mà rất là mờ. Các bác nhìn rất là khó các bác nhá. Cây này thì tất cả mọi chức năng là full hết mọi chức năng, cấu hình thì rất là cao rồi. Đấy, không có gì để giới thiệu nhiều đâu. Cấu hình thì nó như nhau thôi. Có cây kia là bộ nhớ của nó đặc biệt hơn tí là lên tới 512GB, còn lại mấy cây này thì là RAM 12 và bên trong là 256 nha các bác nhá. Máy thì là full tất cả mọi chức năng, camera trước cam sau đều ngon lành. Khi bán ra thì em sẽ tặng cho các bác là sạc cáp, dán màn hình, sạc cáp này, dán màn hình, ốp lưng và tiền ship thì 30.000 tiền ship nha các bác nhá. 30.000 tiền ship. Đây là cây số 3, em thanh lý là 3,9 triệu. Đấy, màn hình thì em quay rất là kỹ rồi. Đấy, các bác nhìn lại một lần nữa này, bị đốm nhỏ vết đây, bầm một tí tí đây và bị đốm một tí này nha các bác nhá. Giá rất là rẻ rồi. Các bác lựa chọn những cây này về chơi game thì quá là ngon luôn, không bao giờ bị loang. Tiếp theo em giới thiệu cây số 4 này. Cây này có số email là 0970. Máy này 0970. Máy lưng thì đẹp này, lưng đẹp, vỏ viền vớt đẹp. Nói chung là viền này là quá ok rồi. Màn hình thì chắc chắn là sẽ có một vết đốm ở đâu đấy. Đây, cây này thì màn hình nó bị đốm chỗ này các bác nhá. Đấy, nó một vết đốm chỗ này, còn lại thì full tất cả mọi chức năng. Galaxy Lốt 10 Plus. Máy này thì RAM 12 và bên trong là 256GB. Đấy, cấu hình thì màn Super AMOLED 6,8 inch. Các bác để về nền đen như này thì các bác dùng cũng rất là ok. Cái hình nền thì các bác có thể chọn một cái hình nền màu đen chỗ này chẳng hạn. Đấy, thì nó cũng khắc chế được cái chỗ này. Hình nền màn hình này này thì các bác chọn một cái hình nền màu đen. Còn khi vào ứng dụng thì chắc chắn là nó sẽ màu đen như này rồi. Các bác để về nền đen này. Đấy.
Đấy, chơi như này các bác nhá, chơi game xem phim YouTube không ảnh hưởng một chút gì. Đấy, YouTube các kiểu ngoan này. Đấy, nó sẽ màu đen như này, gần như là nó sẽ không thấy được các bác nhá. Gần như là nó sẽ không thấy nữa, rất là mờ. Cây này thì hiện tại thì em thanh lý cho các bác là 4 triệu tròn, cây số 4 nha các bác nhá. Cây số 4 cơ số như mây là 0970. Đấy, giá anh quanh chỉ có 3 triệu 9 4 triệu. Một cây Galaxy Note 10 cấu hình rất là cao. Các bác nào mà yêu thích thì các bác cứ gọi điện cho em, nhắn tin cho fanpage cho em Di Động MV ở cái mục mô tả của video nha các bác nhá. Tiếp theo thì em sẽ giới thiệu đến các bác một cây dòng điện thoại là cái dòng Galaxy A71. Đấy, trong phân khúc dưới 5 triệu thì các bác lựa chọn A71 này là một cái lựa chọn cực kỳ hợp lý. Bởi vì hai cây này em về là hình thức đẹp tầm 98%, máy zin nguyên bản luôn. Máy thì là hàng chính hãng của Samsung Việt Nam nha các bác nhá. Hai sim hai sóng đầy đủ hết. RAM 8 và bộ nhớ trong là 128GB và được trang bị kích thước màn hình của nó là màn Super AMOLED 6,7 inch, hai sim hai sóng máy chính hãng. Đấy, cây này thì pin 4.500 luôn các bác nhá. Nói chung là hội tụ cũng đầy đủ mọi yếu tố, pin châu sóng khỏe. Gọi là màn to. Đấy, mà nó lại là máy chính hãng của Samsung Việt Nam, hai sim hai sóng. Cây này em thanh lý là 4.700.000 một máy Galaxy A71 nha các bác nhá. 4.700.000 một máy Galaxy A71. Tiếp theo thì em sẽ giới thiệu đến các bác cái dòng điện thoại Galaxy Note 10 Plus. Cái máy này thì lô thanh lý kia, 4 cây thanh lý kia thì em giới thiệu rồi. Bây giờ em sẽ giới thiệu đến hai cây máy đẹp 98% và không bị làm sao hết các bác nhá. Và full tất cả mọi chức năng, bút biết chụp ảnh ok hết. Đấy, Galaxy Note 10 Plus này. Note 10 Plus này thì được trang bị kích thước màn hình của nó là 6,8 inch màn Super AMOLED tràn viền. Đấy, loa thì là loa kép rồi. Cây này nói chung hết cây hết pin rồi. Đây, cây này còn một tí pin này. Loa thì là loa kép nha các bác nhé. Và màn hình đẹp trong vắt từ trên dưới, không một vết ám ố nào hết. Đây, bác nào thích hàng đẹp thì các bác chơi hai cây này nhé. Hai máy đều hàng đẹp nguyên bản luôn, không một vết ám ố nào hết, trong vắt từ trên dưới. Đấy, Galaxy Note 10 Plus nha các bác nhé. Note 10 Plus này thì kích thước màn hình cũng như cây kia thôi. RAM 12, bộ nhớ trong là 256GB. Đấy, cấu hình cơ bản rồi. Đấy, 256GB nhé, RAM 12GB. Máy thì full tất cả mọi chức năng, màn tràn viền như này. Camera trước thì nó được đục lỗ thời thượng như này các bác nhá, đục lỗ thời trang như này. Và cam sau của nó thì được trang bị 3 camera, một đèn flash, một cái cảm biến linh tinh như này các bác nhá. Đây, bên dưới thì loại bỏ rắc 3.5 rồi và sẽ dùng là bút F Pen. Dòng Note thì không thể thiếu được bút. Đấy, các bác nào mà lựa chọn cái dòng cây đẹp thì các bác có thể lựa chọn cây màu đen và một cây màu trắng này. Em còn hai cây máy đẹp 98% và zin nguyên bản luôn, tất cả mọi chức năng là hoạt động ok hết các bác nhá. Máy này thì em thanh lý cho các bác là 7.200.000. 7.200.000 hai cây này. Đồng giá luôn các bác nhá. Đấy, em giới thiệu giá luôn rồi thì các bác nhắn tin thì các bác biết giá rồi. Đây, các bác nhiều bác biết là em quay rất là kỹ rồi các bác nhá. Bác nào mà ở xa thì cọc trước cho bên em 1.200.000 tùy vào giá trị sản phẩm cho em sẽ ship cho các bác. Còn ở Hà Nội thì cứ qua trực tiếp cửa hàng em xem máy, rất nhiều những cái máy để cho các bác lựa chọn những cái máy thanh lý giá rẻ. Tiếp theo thì em xem còn cái Android nào em sẽ giới thiệu lốt cho các bác nào. À đây, em còn một cây Oppo Find X này. Oppo Find 2 nhé, cây này rất là ngon mà không hiểu sao lại các bác không khoái cái dòng Oppo nữa rồi. Cây này Oppo Find 2, máy này thì cấu hình rất là cao nhé các bác nhá. Oppo Find 2 này cấu hình rất là cao mà dùng cực kỳ là sướng luôn. Không hiểu sao các bác lại không giờ đợt này không thích dòng Oppo. Các bác lại thích cái dòng Samsung nên em về Samsung rất là nhiều, toàn Samsung là chính. Oppo Find 2 này thì được trang bị kích thước màn hình của nó là 6,7 inch. Đấy, màn tràn viền như này. Cây này thì em giới thiệu qua về cho các bác về hình thức trước. Hình thức thì máy này được tầm 90% các bác nhá. 90%. Máy thì đằng bên trên này nó bị hơi bị xước một tí này, bên dưới xước một tí, vỏ thì là vỏ zin theo máy các bác nhá. Vỏ zin theo máy, nói chung dòng này thì chả ai thay sửa chữa gì đâu. Cây Oppo Find 2 này được trang bị là kích thước màn hình của nó là 6,7 inch, màn 2K luôn. Cây này màn 2K luôn các bác nhá. Và không một vết ám ố nào hết. Đây, trong vắt từ trên dưới không một vết ám ố nào. Đấy. Cây này thì được màn hình của nó là màn tỷ lệ 18:9 tràn viền như này nhá các bác nhá. Đằng trước thì đục lỗ, cam trước đục lỗ lút ruồi bên cạnh như này. Đấy, các cái thanh điều hướng các kiểu nó sắp xếp rất là hợp lý luôn các bác nhá. Và cực kỳ gọn gàng luôn. Máy này thì camera của nó rất là LED. Camera siêu LED luôn, góc siêu rộng này. Đấy, camera góc siêu rộng, cam trước. Oppo Find X2. Find X2 này thì được trang bị cấu hình RAM 12GB và bộ nhớ trong là 256GB. Cùng với đó là chạy con chip Snapdragon là 865. Đấy. Cây này thì đang chạy phiên bản Android 12, RAM 12 cộng 3 này các bạn này. Nghĩa là tương ứng với khoảng RAM 15GB RAM nha các bạn nhá. Cấu hình gọi là cực khủng luôn và dùng cái loại này rất là mượt. Máy này thì em thanh lý có 6.900.000 thôi.
6.900.000 thôi. Máy này đi mua mới rất là đắt nha các bác nha. Ngày xưa mua mới đến mười mấy 20 triệu là chuyện bình thường. Con Oppo Find X2 này em thanh lý 6.900.000, tặng đầy đủ cho các bác sạc cáp, dán màn hình, sạc cáp và ốp lưng thôi. Dán màn hình cây này em không có nha các bác nha. Một số những cái mã mà thi thoảng mới gặp này thì em sẽ không có màn hình sẵn, thì các bác về tự dán màn hình sau. Đấy, cây này thanh lý 6.900.000. Tiếp theo em sẽ giới thiệu đến các bác cái dòng điện thoại iPhone. Đấy, các bác nào mà xem iPhone thì các bác qua xem đoạn này nha các bác nhá. iPhone thì em sẽ giới thiệu từ cây cao tiền, sau đó em sẽ giảm dần xuống cây thấp tiền. Đầu tiên em sẽ giới thiệu đến các bác một cây iPhone 11 Pro Max bản quốc tế 64GB, pin 90%, máy full tất cả mọi chức năng, zin nguyên bản nguyên app luôn các bác nhá. Zin nguyên app luôn. Để cho bác nào mà cần hàng gọi là chất lượng thì các bác không cần quá quan trọng về hình thức thì các bác có thể lựa chọn dòng này. Cây cây iPhone 11 Pro Max này thì nó là lưng máy rất là đẹp, lưng đẹp, màn đẹp, chỉ có viền hơi phẩy một tí các bác nhá. Viền hơi phẩy một tí thì em đánh giá cái hàng này được tầm 90% về hình thức, còn lại về chất lượng thì là 100% nha các bác nhá. Vật chất lượng thì nó là 100%. Máy thì đầy đủ Face ID, Face ID các kiểu đầy đủ ngon lành hết. Bản quốc tế 64GB, iPhone 11 Pro Max bản 64GB, máy quốc tế. Pin hiện tại đang là pin pin zin 90% nha các bác nhá. Full tất cả mọi chức năng này. Full tất cả mọi chức năng, đầy đủ mọi chức năng luôn các bác nhá. iPhone 11 Pro Max này dùng siêu bền rồi, trừ khi các bác làm rơi thì máy nào nó cũng hỏng. iPhone 11 Pro Max này hiện tại thì cây 90% này, em thanh lý cho các bác 11.200.000 luôn các bác nhá. 11.200.000. Đấy, bác nào nhanh tay thì các bác xúc luôn cây 11 Pro Max này. Ba mắt cực kỳ là thời trang luôn, màu xanh rêu nha các bác nhá. Màu xanh rêu. Còn anh em thì còn một cây nữa là cây 11 Pro Max màu màu đen. Đấy, bác nào thích màu đen thì các bác múc cây này. Máy zin nguyên áp nguyên bản luôn, bản quốc tế 64GB, pin 88%. Hình thức của nó thì cũng phải viền như này các bác nhá. Phải viền như này. Nói chung được tầm 90% cái vỏ thôi. Còn máy thì là chất lượng máy thì là zin 100% rồi, Face ID đầy đủ hết, bản quốc tế 64GB, iPhone 11 Pro Max nhá. Màn hình zin bấm rất là mượt luôn. Camera các kiểu ngon này. Máy nhà em thì cây nào thay màn hình em báo thẳng là cây thay màn hình luôn. Cây nào màn zin men zin em báo men zin màn zin nha các bác nhá. Máy này thì hiện tại thì tình trạng pin của nó là 88%. Đấy, bác nào mà quan tâm thì em thanh lý cho các bác là 11.200.000 nha các bác nhá. Tặng cho các bác là như nào? Sạc cáp nhanh 20W này. Ốp lưng, dán màn hình. Đấy, ốp lưng và dán màn hình, phí ship thì 30.000 tiền ship nha các bác nhá. Bên em thì bán ra là không có tặng tai nghe nha, nhiều bác cứ nghe nhầm làm sao mà em bảo có bao giờ em nói từ tai nghe nào đâu, mà nhiều bác cứ bảo là sao không, sao trên video nói có cả tai nghe mà lại không có tai nghe. Trên video không một video là nói có tai nghe cả, chỉ có là sạc cáp này, ốp lưng, dán màn hình và phí ship là 30.000. Các bác nào mà quan tâm đến tai nghe vì tai nghe nó rất là nhiều loại. Các bác nếu mà lấy một cái tai nghe tặng ấy thì nó không ra một cái gì cả. Đấy, các bác mà mua thêm tai nghe thì em sẽ bán cho giá gốc thôi. Tai nghe thì em sẽ bán giá gốc cho các bác mua máy ở cửa hàng em nhé các bác nhé. Các bác ví dụ bình thường mua cái tai nghe mà đến 200.000 thì mua giá gốc nó chỉ có khoảng 6-70.000 thôi. Đấy, ví dụ như là như thế. Cây này thì em lại quay nói tiếp về cái giới thiệu về máy. Thì cây này thì em thanh lý 11.200.000 nha các bác nhé. Tiếp theo thì em giới thiệu đến các bác một cây iPhone 11 thường này. 11 thường thì nhà em còn duy nhất đúng một cây màu trắng này thôi. Đấy, đúng một cây màu trắng này, bản quốc tế 64GB, pin zin 87% luôn. Pin zin như này thì các bác dùng quá là vô đối rồi. Hình thức máy thì đập 98% nha các bác nhá. 98%. Cái dòng từ iPhone XS này lên ấy, thực tế của nó thì màu trắng hay màu đen hay màu gì thì dùng ốp thì nó cũng thế thôi. Bởi vì sao? Bởi vì cái màn hình của nó thì con nào nó cũng màu đen như này rồi nha các bác nhá. iPhone 11 bản quốc tế 64GB. Đấy, máy quốc tế thì em bao trọn đời là quốc tế, kể cả hết thời hạn bảo hành vẫn là máy quốc tế nha các bác nhá. Cái này thì pin 87% này. Đấy, pin zin theo máy luôn. Máy thì full tất cả mọi chức năng, màn zin, men zin, pin zin. Máy zin nha các bác nhá. Các bác về dùng cứ yên tâm 100%. Cực kỳ là bền luôn. Cái dòng iPhone thì em bán ra phải đến 1000 cái máy này. iPhone thì em bán ra cực kỳ nhiều rồi các bác nhá. Tỷ lệ bảo hành cực kỳ là thấp luôn. Cây này thì iPhone 11 này em bán thanh lý với cái giá là 7.900.000. Tặng cho các bác sạc cáp nhanh 20W này, ốp lưng, dán màn hình, đầy đủ hết các bác nhá. Phí ship 30.000 tiền ship, em ship trên toàn quốc luôn. Và nói luôn là tất cả những cái máy iPhone mà khi em gửi đi ấy, em sẽ cài tài khoản iCloud vào đây để tránh một số người xấu cháo hàng, gọi là cháo hàng các bác nhá. Khi cài iCloud vào đây thì các bác thanh toán tiền xong thì em sẽ gỡ tài khoản iCloud từ xa cho các bác. Đấy, rất là nhanh chóng thôi. iPhone thì em bán cho hàng nghìn bác rồi, nên bác nào mà mua nhà em rồi chắc các bác cũng không lạ gì cái hình thức đấy nữa.
Đấy, mục đích là để tránh cháo hàng thôi các bác nhá. Em sẽ đăng nhập iCloud đây này. Vì nếu mà em không sẽ không đăng nhập thì các bác nhận hàng các bác đăng nhập tài khoản vào xong các bác về báo mất phát. Thế là cái máy đấy của em là thành cục gạch luôn các bác nhá. Và báo mất phát và không lấy là thành cục gạch luôn. Thế nên em thanh lý em mà phải chơi đăng nhập iCloud vào đây. Sau đó các bác nhận hàng, kiểm tra hàng xong, thanh toán tiền xong, em thấy trên app cập nhật tiền rồi thì em sẽ gỡ iCloud từ xa cho các bác. Đấy, em nói luôn, nói rõ ràng như thế nhá. Bên em thì nói máy như nào em nói rõ ràng luôn để cho các bác dễ dàng lựa chọn. Cây này thì em thanh lý 7.9 triệu, cây iPhone 11 nha các bác nhá. Tiếp theo thì em giới thiệu lên các bác một máy iPhone XS này. XS thì cửa hàng em còn đúng một cây này thôi. Còn đúng một cây này, cây này mới về nha các bác nhá. Bản quốc tế 64GB, máy màu đen, pin 100%. Đấy, máy này thì máy thay pin rồi, thay pin mới 100% rồi nha các bác nhá. XS thì thời điểm này giá nó xuống rất là êm rồi. Máy thì 2 SIM 2 sóng và xuống giá rất là êm rồi các bác nhá. XS bản quốc tế 64GB, pin 100%, tình trạng máy là ok, full tất cả mọi chức năng. Máy main zin, màn zin và tất cả mọi chức năng hoạt động hoàn hảo hết. Máy này đang chạy phiên bản iOS rất là thấp luôn, 14.4.2. Với cái iOS này thì cực kỳ là hiếm luôn các bác nhá. Bản quốc tế Mỹ này 64GB, máy hiện tại pin đang là 100%. Pin đang là 100%. iPhone XS này thì được trang bị kích thước màn hình của nó là màn 5.8 inch nha các bác nhá. Máy 2 SIM, 2 sóng đầy đủ. Camera để chụp siêu LED luôn này. Máy iPhone XS này thì được trang bị là máy 2 SIM nha các bác nhá, một SIM điện tử và một SIM vật lý. Đấy, các bác có thể lựa chọn 2 SIM. Từ iPhone XS trở lên thì máy sẽ dùng được 2 SIM. Cây này thì em thanh lý cho các bác là 5.5 triệu nha các bác nhá, 5.500.000. Đấy, tặng cho các bác là dán màn hình. Cây này thì hiện tại em chưa dán này, nhưng mà khi gửi đi em sẽ dán màn hình, ốp lưng, sạc cáp đầy đủ hết các bác nhá. Và phí ship thì 30.000 tiền ship, bảo hành cho các bác 3 tháng phần cứng, 12 tháng phần mềm. Tiếp theo em sẽ giới thiệu đến các bác hai cây iPhone X bản quốc tế 256GB. Hai cây này em mới về được hai cây, bản 256GB, một cây màu đen, một cây màu trắng nha các bác nhá. Hình thức máy thì em quay trên video này rất là kỹ rồi này. Em quay rất là kỹ trên video này rồi. Bản là bản quốc tế 256GB, hình thức máy thì đẹp tầm 90 cho đến 95% nha các bác nhá. Đây này. Đấy, các bác nhìn kỹ các góc cạnh này. Đấy. iPhone X bản 256GB. Hai máy này thì đều là máy thay pin rồi các bác nhá. Máy thay pin rồi, pin EU cực kỳ là xịn luôn. Face ID đầy đủ hết. iPhone X bản 256GB, hiện tại bản quốc tế 64GB em hết rồi. Cửa hàng chỉ còn duy nhất 256GB thôi đây này. Dung lượng 256GB này. Đấy, dung lượng 256GB nha các bác nhá. Hai máy đều 256GB. Máy thì là full zin, tất cả mọi chức năng, main zin, màn zin. Em thanh lý đồng giá 5.200.000 nha các bác nhá. 5.200.000 một cây thôi. Đấy, iPhone X thời điểm này giá xuống rất là rẻ rồi. 5.200.000 một máy iPhone X mà bản 256GB. Các bác nào yêu thích thì các bác cứ gọi điện cho em qua số điện thoại em để trên màn hình đây, 0911003229, hoặc các bác có thể qua trực tiếp cửa hàng em là địa chỉ 111 Triều Khúc cho các bác nhé, ở Hà Nội. Các bác gõ lên Google là 111 Triều Khúc là nó sẽ ra. Tiếp theo em sẽ giới thiệu ở cửa hàng còn một cây iPhone 8 Plus cuối cùng. Đây là một cây duy nhất màu đen này, bản quốc tế 64GB nha các bác nhé. Pin thì là 89% pin zin. Đây, cây này thì pin zin 89%, máy iPhone 8 Plus, máy quốc tế. Đấy, máy quốc tế thì em sẽ bao trọn đời là quốc tế cho các bác nhá. iPhone 8 Plus này, bản Mỹ này, 64GB, máy quốc tế. Máy full tất cả mọi chức năng, hoạt động hoàn hảo hết. Đấy, máy hoạt động hoàn hảo hết, cầm trước cầm sau ngon lành. Đặc biệt cái con này chạy phiên bản iOS cũng rất là thấp. Đang chạy phiên bản iOS 14.3 nha các bác nhá. 8 Plus mà chạy phiên bản iOS 14.3 là bản rất là thấp rồi. Cây này thì hình thức đẹp tầm 95%, máy zin nguyên nha các bác nhá. Zin nguyên luôn, main zin, màn zin, pin zin. Cây này em thanh lý cho các bác là 4.500.000. 4.500.000 nha các bác nhá. Tiếp theo em giới thiệu đến các bác một cây iPhone 7 Plus cuối cùng. Cây này màu hồng này. Đấy, màu vàng hồng, đẹp tầm 95%, máy đẹp 95% và full tất cả mọi chức năng nha các bác nhá. iPhone 7 Plus. 7 Plus này thì máy 32GB, máy quốc tế. Đây, bản 32GB, máy quốc tế nha các bác nhá. Quốc tế thì em bao trọn đời là quốc tế. Pin hiện tại đang là pin 83%. Cây này em thanh lý cho các bác là 3.300.000 nha các bác nhá. Đấy, trong phân khúc 3.3 thì các bác làm con 7 Plus này rất là ok. Cái dòng này thì rất là bền, dùng cực kỳ là bền luôn. 7 Plus, 8 Plus dùng rất là bền nha các bác nhá. Dòng iPhone nói chung là nó thiết kế cực kỳ là bền luôn, trừ khi mình làm rơi thôi thì nó mới hỏng thôi. Còn những cái dòng này thiết kế rất là bền. Camera cũng là zin nguyên luôn, 7 Plus, main zin, màn zin. Thì cây này em thanh lý 3.300.000. Bác nào yêu thích thì các bác gọi điện cho em qua cái số điện thoại em để trên màn hình đây. Thì hôm nay thì em quay những cái máy như vậy thôi. Bác nào thấy cây nào phù hợp thì các bác liên hệ đặt hàng bên em.
các bác nhá. Bác nào mà chưa đăng ký kênh thì bác bấm vào nút đăng ký kênh bên cạnh ấy, thì bật chuông thông báo lên, hàng ngày em sẽ ra những cái video thanh lý, bác nào thấy cây nào phù hợp liên hệ bên em chuyên phân phối và mua bán các dòng điện thoại cũ giá rẻ tại Chiều Khúc Thanh Xuân, thành phố Hà Nội. Rồi xin cảm ơn và xin chào tất cả bác, hẹn gặp lại các bác ở clip tiếp theo.